Vâng, em xin mời các bác chúng ta cùng nhau thưởng thức chất âm của bộ thưởng thức ca khúc liên khúc tình yêu CD Asia, hình như là vol 17 hay 18 gì đấy. Một trong những bản nhạc huyền thoại mà được mở rất nhiều dịp Tết nhá. Đấy thì hôm nay em tình cờ em lại nghe lại bài này, em thấy rất là hoài niệm, nên là em xin mời các bác cùng em thưởng thức chất âm của cái thưởng thức cái bài hát đó qua chất âm của cái bộ dàn mà em đang kết ở đây là con UD3R giá là và con âm đi Biona 505 nhá. Đấy, tổng cả bộ là 6 triệu thôi. Các bác nào đang có nhu cầu mua thì bên em sao mắt em bông vương buồn cuối trời mãi tiếc nuối chi xa xôi hãy xây với men rượu ăn nồng uống cho má xinh thân hồng nhạc dương vang lên ngất ngây từng nhịp chân đắm say nào cùng vang lên tiếng ca hãy hát vào khi anh nâng lấp lánh chiếu trăng đấy nha. Thì các bác vừa mới được nghe một đoạn chất âm của cái bộ Onkyo Debay đâu và con âm đi A505 nhá. Đấy thì bộ này cái loa nẻ, bác nào muốn mua loa nẻ nhá thì con D3R này nhá. À, thôi được giá em sẽ công bố sau đi. Bây giờ em xin mời các bác xem ngoại hình của âm ly và loa đã. Sau đó em sẽ nói về giá cho dễ nhá. Đây là con loa D3R. Loa thì là như các bác thấy là góc cạnh các thứ còn khá là ok. Tuy nhiên đây là hàng bãi nhé, nó vẫn sẽ có một vài vết ở bên kia một xíu này, không tránh được, đúng không ạ? Nhưng mà nhìn chung con này tổng thể là đẹp. Tất cả hàng nó về là nguyên bản, em chưa túc tát, chưa sửa chữa gì nhá. Được phát là em lục quay lên luôn. Đấy nhá. Đây bài rồi. Xin phép mình nghe điện thoại thì đấy nhá, thì là em vừa mới nghe cuộc điện thoại của khách ý. Thì con D3R bên trái đấy, à, bên phải đấy nhá. Đấy nói chưa, ok không ạ? Đấy, loa D3R này sẽ gồm là 3 đường tiếng nhé. Đấy, và có thể có vỉ tinh chỉnh ở đây để tăng thêm chép, mid. Đấy. Nếu vẫn hết đi này. Đấy. Thì các bác nghe này. Thì gần như chỉ có tiếng bass thôi, không có tiếng tép thôi nhá. Bắt đầu tăng này.
vì nàng đẹp như một bông hồng, nên tôi không dám yêu nàng. Ôi đôi môi cười như cánh lá. Đấy nhá, lo ba đừng thiếu một bát 20 gân cao su, gân mút xốp bằng giấy, một chung giấy bằng mút xốp, gân mút xốp và một chép đom nhá. Đấy, B3 rồi. Tôi mưa cơn gió du hồng. Đấy thì đôi D3R này nhá, thì là công suất của nó. Công suất của nó ở đây là 100W trở âm 6 ohm các bác nhá. Độ nhẹ 91 dB. Trọng lượng mỗi loa là 10,5 kg và hàm ra bên kia. Đây căng của loa đây. Thì đôi này đang có giá bán là 3,3 triệu nha các bác nhá. Đấy, em bên em đang bán là giá 3,3 triệu đây. Đấy, còn em đi Bioner đây, 505 đấy. Thì con này đang có giá bán là 2,850,000 nhá. Đấy, tổng bộ này nó là 6,150,000, nhưng mà các bác lấy combo thì em để các bác cả bộ là 6 triệu nhá. Bao đảm mua thì bên em đấy. Đấy, em đi đây nhá. Con 5 ly này thì công suất của nó là 180W trở kháng là 4-10 số ohm nhá. 180W này trở kháng đây 6-16 và 8-12-32 đều đánh 2 đôi loa nhé. Linh một đôi loa là 6-16 đấy. Đấy, cái trở kháng của âm ly sẽ phù hợp với cả đôi loa này luôn. 6,3 triệu nhá. Đấy, vừa rồi các bác nghe một đoạn nhạc qua liên khúc tình yêu này, tình yêu này. Rồi em xin mời các bác mở một qua nghe một đoạn nhạc vàng nhá của Trường Vũ. Rất là hay luôn. Đấy, giá nó rẻ mềm mà. Theo năm tháng hoài mong đưa người đi mấy lần, đời hồi ấm chưa thấy. Em ơi nhớ rằng đây còn có anh đêm ngày, thằng thương nhớ tôi đây. Ngày đi Bioner A505 và loa D3R của Onkyo nhá. Đấy thì loa Onkyo là giá là 3,3 triệu và cặp D3 và con âm ly là 2,850 nhá. Đấy, tổng cả bộ là 6,450, nhưng mà bác nào lấy cả combo thì là em để các bác là 6 triệu tròn. Đấy, 6 triệu tròn nhá, đã tặng kèm dây loa để các bác cắm sử dụng được luôn. Đấy, tặng kèm dây loa và một dây điện thoại về cắm năng tính điện thoại nghe nhạc nhá. Đấy thì là bác nào đang có nhu cầu mua thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0979891682. Mà thôi, cái này tặng thêm luôn cho các bác, cái đổi nguồn đi nhá. Tặng thêm các bác đổi nguồn luôn, về các bác dùng được luôn nhá. Một phát là về là dùng luôn nhá. Đấy, 6 triệu nhá, combo 6 triệu được tặng kèm dây loa, dây điện thoại và đổi nguồn luôn rồi nhá. Đấy, bác nào mua liên hệ cho bên em ngay nhá, số điện thoại 0979891682 hoặc là 0966594581 nhé. Địa chỉ ở tại 57A Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Chính xác thì 57A 59 Nguyễn Hoàng, vì nhà ở đây em để hai biển 57A và 59 này cho các bác dễ tìm, vì địa chỉ ở đây nó đang nằm trong khu giải tỏa nên đôi khi nó hơi bị lộn xộn một tí nhé. Em để hai số thì các bác đến trực tiếp địa chỉ 57A 59 Nguyễn Hoàng lấy hàng nếu mà muốn nghe trực tiếp nhé. Vâng,
Em xin chào các bác và xin gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em nhé.